Vâng, em Quốc Hùng xin gửi lời chào toàn thể tất cả bác. Tiếp tục video thì bên em test chiếc đời khủng long của hãng JBL đời hết số MBX 1002 nha bác nha. Và sản phẩm MBX 1002 thì sản phẩm này thì em gửi cho anh Trung ở Nam Trực Hải Dương nha bác nha. Xin lỗi bác, Nam Định nha, ở Nam Định nha bác nha. Đây, vâng, và MBX 1002 thì hiện tại thì bên em hết hàng nha bác nha, hết hàng. Thì các bác nào đặt hàng những dòng sản phẩm này thì các bác đợi nha. Thì em sẽ cố gắng tìm những cái sản phẩm mà chất lượng nhất để phục vụ cho tất cả bác. Con này thì hàng bên em cũng đã có quay video cho tất cả bác ở video trước rồi. Và hôm nay thì được sự ủng hộ của anh Trung ở Nam Định thì em sẽ test hoạt động của sản phẩm trước khi là đóng gói gửi lên đường nha bác nha. Mời tất cả bác chúng ta cùng xem video và cũng như lắng nghe chất âm của sản phẩm JBL MBX 1002. Con này chạy điện là 230V, công suất nó khá là cao, công suất nó là 1200W ở 4 và công suất ở 8 là 800W nha bác nha. Rồi lên nhạc nha bác. Rồi ok, giờ lê này cắt hết rồi nha bác nha. Lên bầu này. Hậu trọng ok nha bác nha. Tắt này, êm luôn nha. Cái hai này, quạt gió cũng chạy cực kỳ là êm luôn. Hai này. Rơi xuống đưa tay giấu đi vội vàng.
bác nha. Sản phẩm thì hoạt động rất ok rồi. Và cảm ơn tất cả bác đã bỏ chút ít thời gian để theo dõi video và hẹn gặp lại tất cả bác ở những video sau. Các bác nào yêu thích chơi những dòng đáy chất lượng Nhật Mỹ, sản phẩm lo full vân vân, lo dòng dàn karaoke thì liên hệ cho Quốc Hùng qua số điện thoại trên tấm biển màn hình nha. Bên em chuyên karaoke âm thanh bãi tiếng chọn nhà bác nha. Em ship hàng toàn quốc cho các bác yên tâm. Giá cả thì bên em thì bao tốt cho các bác, về hàng thì bên em chất lượng cực kỳ là tốt, với những dòng sản phẩm nổi tiếng Nhật Mỹ nha bác nha. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả bác video sau.